Tưởng tượng như này nhá. Bạn có một đứa đồng nghiệp lúc nào cũng thấy đang loay hoay với các bàn phím của nó. Lúc thì thấy nó tháo tung hết mọi thứ ra, trông rất bừa bộn. Lúc sau thì bạn lại thấy nó đang lắp lại mọi thứ như cũ và nó bắt đầu ngồi gõ. Rồi nó lại tiếp tục lặp đi lặp lại cái quy trình trên, cứ như vậy mấy lần liền trong ngày. Bạn không hiểu nó làm thế để làm cái gì. Bạn bắt đầu nghĩ rằng thằng này chắc đang rất rảnh. Và có khi bạn nên nói với sếp về việc nó không thực sự chú tâm đến công việc của mình. Nhưng rồi điều đó cũng bắt đầu làm bạn cảm thấy tò mò. Bạn hỏi nó: "Ê, ông làm gì ấy?" Và nhận được câu trả lời rằng: "Ồ, tôi đang chỉnh một số thứ ở cái bàn phím ấy mà." Thế vậy chính xác nó làm thế để làm cái gì? Tùy chỉnh bàn phím cơ hay là thú chơi bàn phím custom là sao? Đó cũng là những băn khoăn khiến tác giả cool Eric Cartman bắt tay vào viết bài đăng "Tôi không chơi phím cơ. Phím cơ chơi tôi" của mình trên website Spider Room. Chúng mình sẽ đính kèm link bài viết ở phần mô tả của video nhé. Trước khi bắt đầu, tác giả có lưu ý rằng bài viết này dành cho những người đã biết và có chút kiến thức cơ bản về bàn phím cơ, nhưng chẳng may lại nghe thấy đến thú chơi mang tên là phím custom. Và nếu bạn vẫn đang thắc mắc tại sao càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến bàn phím custom đến vậy, thì mình, một con nghiện nhựa, mong rằng sẽ phần nào giúp các bạn giải đáp được những câu hỏi trên. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu thôi. Well, trước khi đi vào trả lời câu hỏi tại sao càng ngày càng nhiều người quan tâm đến bàn phím cơ custom ở thời điểm này, thì mình có khá thứ cần phải làm rõ với các bạn. Đầu tiên là tại sao mọi người lại sử dụng bàn phím cơ? Trước hết, bàn phím cơ là bàn phím có sử dụng các thành phần cơ học, cụ thể là những công tắc hay là những switch bên dưới mỗi phím bấm. Thay vì dùng cao su như thường, các phím switch này sử dụng lò xo, điều đó giúp bàn phím cơ có cấu trúc đặc biệt hơn bàn phím thường, cũng như là đem lại độ nảy tốt hơn và bền hơn. Như bạn có thể đã biết hoặc là chưa thì phím cơ được yêu thích bởi vì nó đem lại cảm giác gõ chân thật, dễ chịu, giảm thiểu tình trạng kẹt, lỗi phím khi sử dụng hơn và có thể mang đến âm thanh hay hơn so với một chiếc bàn phím cao su thông thường. Đối với những người bắt đầu đã quan tâm nhiều hơn đến cảm giác gõ và chọn mua cho mình một chiếc bàn phím cơ để phục vụ công việc hàng ngày thì xin chúc mừng, bạn đã bắt đầu trở thành một người dùng khó tính hơn khi nhắc đến khía cạnh về trải nghiệm gõ. Bàn phím cơ là như vậy, thế còn bàn phím cơ custom thì sao? Chúng ta custom phím để làm cái gì? Đầu tiên chúng ta cần hiểu một số thuật ngữ cơ bản về bàn phím cơ. Thế giới bàn phím cơ tồn tại cơ bản là hai loại. Bàn phím được lắp ráp sẵn, tức là pre-built, và bàn phím tùy chỉnh hay bàn phím custom. Bàn phím pre-built nhằm chỉ những chiếc bàn phím khi mua về bạn chỉ việc bóc hộp là dùng được luôn. Trong khi đó, đối với loại bàn phím custom, đó lại là cả một quá trình tự sáng tạo, tự chế biến giống như là đi chợ nấu ăn vậy. Có nghĩa là đầu tiên bạn cần biết mình muốn ăn món gì, sau đó là kiến thức về những nguyên liệu cơ bản, cần biết chọn những gì để khi kết hợp với nhau chúng ta sẽ nấu được món đó, và khi có những nguyên liệu trong tay rồi chúng ta biết làm thế nào để chế biến tạo ra thành quả vừa khẩu vị mình nhất. Chỉ khi có sự hiểu biết về nó, bạn mới có thể biết được mình cần những gì để có thể bắt đầu công cuộc custom. Ngoài ra, còn một số thuật ngữ cơ bản khác như là modding chỉ hành động thay đổi cấu tạo của bàn phím, hay modder nghĩa là người mod phím. Tại sao người ta lại thích chơi bàn phím custom chứ không phải loại bàn phím được ráp sẵn? Thứ nhất, kỳ thực mà nói, bàn phím custom trước hết đem lại cảm giác gõ khác biệt so với bàn phím pre-built. Tại sao lại khác biệt mà không phải là tốt hơn? Bởi thú chơi bàn phím custom đề cao tính cá nhân, một chiếc bàn phím chỉ nên được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của nó với người sở hữu thôi. Vậy nên sự khác biệt ở đây được tạo ra bởi chính bạn và nó là dành cho bạn. Sẽ thật khó để có thể kiếm được chiếc bàn phím có sẵn nào khác đem lại cảm giác gõ cũng như là âm thanh giống chiếc mà bạn đã dày công nghiên cứu vọc vạch suốt bấy lâu. Thứ hai, khoan hãy bàn đến việc đẹp hay là xấu, chẳng phải chiếc phím kia trông thật lạ mắt hay sao? Đúng vậy, phím custom mang lại cho bạn sự tùy biến về ngoại hình với sự đa dạng, phong phú bậc nhất. Một chiếc bàn phím đẹp quả thực mang lại cho bạn niềm cảm hứng dồi dào trong công việc, nhất là với những người hoạt động thường xuyên trong ngành sáng tạo. Thứ ba, điều tuyệt vời ở đây là bộ môn này không tồn tại khái niệm đúng hoặc sai và không có bất cứ giới hạn nào cho việc custom một bàn phím cả. Vậy nên, khi thực hiện hành vi độ phím hay có thể gọi là modding, bạn đã toàn quyền để cho bản thân được tự do thay đổi, tùy chỉnh gần như tất cả mọi thứ có trên chiếc bàn phím nhằm có được không chỉ cảm giác gõ mà còn là những trải nghiệm về âm thanh cũng như là thị giác độc nhất mà không thể tìm thấy ở bất cứ phím nào khác trên thị trường. Sự thật là,
không khó để bạn có thể lên YouTube và xem được vô vàn video chia sẻ về cách mọi người custom bàn phím. Mục đích của việc đó đơn giản là tạo ra một phiên bản phím cơ có thể gọi là tốt nhất đối với họ, thỏa mãn được những nhu cầu của họ và chỉ riêng họ mà thôi. Bởi vì trong xã hội luôn tồn tại những sở thích khác nhau, nên việc custom phím là để thỏa mãn chính cái tôi của mỗi người. Tự chung lại, phím cơ custom không chỉ dùng để gõ và giúp bạn xử lý các công việc hàng ngày, mà nó còn mang đậm tính cá nhân, thể hiện gu thẩm mỹ cũng như tính sáng tạo của bạn. Hay nói cách khác, nó là kết quả cuối cùng của một thể nghiệm thành công và bạn chính là tác giả của chúng. Thứ ba, custom phím cơ có khó không? Nên bắt đầu từ đâu? Ok, mình biết đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ gì? Gì? Còn mỗi cái bàn phím mà lằng nhằng thế á? Đúng là việc chơi phím cơ custom đòi hỏi bạn cần có một lượng kiến thức nhất định, nhưng việc đó hoàn toàn không khó nếu như bạn có đủ đam mê và một người sẵn sàng tư vấn cho bạn. Và trên mạng rõ là không thiếu nơi để bạn có thể tìm hiểu về cách build một chiếc bàn phím cho riêng mình. Trước hết, bạn có thể bắt đầu công việc tìm đọc trên mạng hoặc là xem một số video phổ cập kiến thức bàn phím cơ bản, ví dụ như của YouTuber Subheo chẳng hạn. Sau đó, nếu có cơ hội, bạn nên bỏ chút thời gian trực tiếp trải nghiệm một vài loại switch để hiểu cảm giác bấm chúng như thế nào trước khi có bất cứ quyết định build một chiếc phím như thế nào. Tin mình đi, việc đó sẽ giúp bạn tiết kiệm khá thời gian và tiền bạc đó. Bạn có thể trải nghiệm trực tiếp tại một số cửa hàng như là Soi Gear, ThinkPro hoặc là Hacom, Hà Nội Computer ấy. Các địa điểm trên đều nằm trên con phố Thái Hà, Silicon Valley nhỏ bé của Hà Nội đấy. Và cuối cùng thì, nếu chưa có kinh nghiệm build phím, bạn có thể tham gia group chợ bàn phím cơ Việt Nam. Chợ bàn phím cơ Việt Nam, đúng như cái tên của nó, là nơi mà các anh hùng hào kiệt từ mọi miền tổ quốc tụ họp và trao đổi với nhau. Nào là linh kiện phím cơ, phím artisans, đây là một thú chơi xa xỉ của những dân chơi phím thực thụ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và có những dịch vụ tận răng như là mod hay là build từ A đến Z cho các bạn. Và công việc duy nhất bạn cần làm đó là gửi linh kiện cho họ. Những người làm công việc trên có thể coi là những assembler hoặc là thợ lắp ráp. Và nếu bạn có những câu hỏi về bàn phím cơ thì việc tìm kiếm sự tư vấn của các vị anh hào đó cũng là ý tưởng không hề tồi. Tóm lại là, một khi bạn đã hiểu hơn về bàn phím cơ custom, chúng ta sẽ thấy rằng chúng tất nhiên đem lại cho chúng ta nhiều hơn là một cảm giác gõ ồn ồn. Và bởi vì bạn có thể thay đổi bất cứ thứ gì trên cái bàn phím của mình, điều đó khiến cho chiếc bàn phím của bạn là 102. Và đến lúc này, thú chơi custom bắt đầu sôi sục và lớn dần trong bạn. Còn gì tuyệt hơn việc flexing con phím độc lạ của mình trên công ty qua một vẻ ngoài không giống bất cứ con bàn phím nào có sẵn trên thị trường, với một âm thanh vô cùng vui tai và cảm giác gõ khiến cho việc gõ phím thú vị hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ khi bạn đã thực sự bắt tay vào custom hoặc tự làm một chiếc bàn phím cho riêng mình, bạn mới nhận ra sự tuyệt, hay là khi được tận mắt kiểm nghiệm sự thay đổi dựa trên những giả thuyết, những thí nghiệm, những kết quả từ sự nghịch ngợm nho nhỏ vui vẻ của bản thân. Yeah, Mr. White. Yes, science. Vậy thì lần tới, nếu bạn có lỡ thấy một tên hâm dở nào đó đang loay hoay với các bàn phím của họ, thì ít nhất bây giờ bạn đã hiểu lý do vì sao. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ nghĩ đến việc tự tay làm chiếc bàn phím custom cho riêng mình. Tại sao lại không nhở? Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên chia sẻ với chúng mình suy nghĩ của các bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới nha. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.